Cô mến chào các con. Các con đang xem chương trình dạy học trên đài truyền hình Trà Vinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếng Việt lớp 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở các tiết học trước, các con đã được học bài 1, tôi là học sinh lớp 1, tiết 1 và tiết 2. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếp bài tôi là học sinh lớp 1, tiết 3. Nội dung tiết học của chúng ta gồm một số 6, Số 7, số 8 và số 9 trang 6, trang 7 sách học sinh tiếng Việt tập 2. Để học tốt tiết học hôm nay thì các con cần chuẩn bị sách học sinh tiếng Việt tập 2, vở tập viết tập 2 và bút mực. Cô nghĩ rằng tất cả các con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không nào? Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa ra và cùng học với cô nhé. Đầu tiên, cô và các con sẽ thực hiện nhiệm vụ ở mục số 6. Các con lắng nghe cô đọc yêu cầu. 6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh. Các con đọc lại cùng cô nào. 6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh. Cô có 4 bức tranh, bức tranh số 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3 và bức tranh số 4. Và cô cũng có 4 từ. Các con hãy lắng nghe cô đọc 4 từ này nhé. Đá, bóng, đọc, sách, kéo, co, múa. Các con hãy đọc cùng cô nào. Đá, bóng đọc sách kéo co múa để thực hiện nhiệm vụ của một số sáu này thì các con sẽ đi quan sát lần lượt từng bức tranh kết hợp với việc đọc và lựa chọn xem từ nào phù hợp để nói về nội dung của bức tranh nào rồi sau đó các con sẽ nói một hoặc hai câu có chứa từ mà các con đã lựa chọn bây giờ cô và các con cùng nhau thực hiện lần lượt nhé đầu tiên các con quan sát bức tranh thứ nhất các con thấy bức tranh vẽ gì à tranh vẽ các bạn đang chơi đá bóng vậy theo các con từ nào phù hợp để nói về nội dung bức tranh này à đó là từ đá bóng quan sát tiếp bức tranh thứ hai các con thấy bức tranh vẽ gì à tranh vẽ bạn nam đang ngồi đọc sách vậy theo các con từ nào phù hợp để nói về nội dung bức tranh này à đó là từ đọc sách quan sát tiếp bức tranh thứ ba các con thấy tranh vẽ gì nào à tranh vẽ các bạn đang chơi kéo co vậy theo các con từ nào phù hợp để nói về nội dung bức tranh này đó chính là từ kéo co quan sát bức tranh thứ tư các con thấy tranh vẽ gì à tranh vẽ một bạn đang múa vậy chúng mình sẽ dùng từ múa để nói về nội dung của bức tranh này cô và các con vừa đi tìm được từ ngữ phù hợp để nói về nội dung của bức tranh bây giờ các con hãy quan sát và dùng từ ngữ mình đã lựa chọn để nói một hoặc hai câu về nội dung của bức tranh này nhé cô có thể ví dụ với bức tranh thứ nhất và từ đá bóng thì các con có thể nói câu các bạn chơi đá bóng rất là vui hoặc chơi đá bóng rất có lợi cho sức khỏe tương tự như thế các con hãy suy nghĩ và nói về nội dung các bức tranh còn lại đi nào thời gian suy nghĩ dành cho các con Cô nghĩ rằng các con đã nói được rất nhiều câu hay về nội dung của các bức tranh còn lại rồi phải không nào? Với các bức tranh còn lại, các con có thể nói như sau. Với tranh 2 và từ đọc sách, thì các con có thể nói bạn Nam rất thích đọc sách. Hoặc các con cũng có thể nói đọc sách rất hay và bổ ích. Với bức tranh thứ ba và từ kéo co, thì các con có thể nói các bạn chơi kéo co rất là vui. Kéo co là một trò chơi dân gian rất là thú vị. Với bức tranh thứ tư và từ múa thì các con có thể nói bạn Hà múa rất đẹp. Học múa sẽ giúp chúng ta thư giãn và dẻo dai. Vừa rồi cô và các con vừa hoàn thành yêu cầu của mục số 6. Tiếp theo cô và các con sẽ thực hiện tiếp yêu cầu ở mục số 7 các con nhé. 7 nghe viết 7 nghe viết và cô có nội dung để các con nghe viết như sau. Nam đã đọc được truyện tranh. Nam còn biết làm toán nữa. Nam đã đọc được truyện tranh. Nam còn biết làm toán nữa cô mời các con đọc lại và bây giờ các con hãy quan sát xem nội dung nghe viết của chúng ta gồm có mấy câu nào các con hãy đếm cùng cô nhé một câu hai câu Vậy nội dung nghe viết của chúng ta gồm có hai câu đấy các con. Để nghe viết thì các con cần mở vở tập viết ra trang số 3, mục số 5. Nghe viết sách học sinh trang 6. Sau đó các con nhờ người thân của mình đọc từng tiếng hoặc từng từ để các con nghe và viết vào vở tập viết của mình các con nhé và khi viết các con cần chú ý cách trình bày như sau đầu dòng các con cần lùi vào một ô cuối mỗi câu các con cần viết dấu chấm chữ nam vừa là chữ đầu câu vừa là tên người thì các con cần viết hoa con chữ n và các con cần chú ý những chữ khó như là chữ đã và chữ nữa có chứa thanh ngã, chữ truyện tranh và chữ toán là những chữ dài và khó viết thì các con cần quan sát kỹ để khi viết cho đúng nha các con. Và các con nhớ khi viết chúng mình ngồi viết đúng tư thế và viết đúng độ cao của các con chữ các con nhé. Vừa rồi cô và các con đã hoàn thành xong yêu cầu của mục số 7. Tiếp theo cô và các con sẽ thực hiện tiếp yêu cầu của mục số 8. Các con lắng nghe cô đọc yêu cầu. 8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa. 8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa. Cô có hai câu. Câu a và câu b. a sờ hay sờ. ở câu a cô có 3 từ. mỗi từ chứa một bông hoa mà các con cần thay thế bởi sờ hay sờ để tạo được từ đúng. câu b chờ hay chờ và cô cũng có 3 từ mỗi từ cũng chứa một bông hoa mà bông hoa này cần các con lựa chọn trờ hay chờ để thay thế tạo được từ đúng nào bây giờ các con hãy bắt đầu suy nghĩ và lựa chọn chữ phù hợp để thay thế cho bông hoa để tạo ra từ đúng các con nhé thời gian suy nghĩ cho các con cô nghĩ rằng các con đã có đáp án cho riêng mình rồi phải không nào bây giờ cô và các con cùng nhau thực hiện nhé ở câu a sờ hay sờ với bông hoa thứ nhất theo các con các con sẽ lựa chọn sờ hay sờ để thay thế nào à chúng mình sẽ lựa chọn sờ để tạo được từ học sinh cô mời các con đọc lại cùng cô học sinh với bông hoa thứ hai theo các con các con sẽ lựa chọn sơ hay sờ để thay thế à chúng mình sẽ lựa chọn sơ để tạo được từ xinh đẹp cô mời các con đọc lại cùng cô nào xinh đẹp và ở bông hoa thứ ba theo các con, các con sẽ lựa chọn sờ hay sờ để thay thế. À, chúng mình sẽ lựa chọn sờ nhé các con. Với việc thay thế chữ sờ thì các con đã tạo được từ sách vở. Cùng mời các con đọc lại sách vở. Sang câu b, chờ hay chờ với bông hoa thứ nhất theo các con các con sẽ lựa chọn trờ hay chờ để thay thế à chúng mình sẽ lựa chọn trờ để thay thế cho bông hoa tạo được từ tranh ảnh cô mời các con đọc lại cùng cô tranh ảnh với bông hoa thứ hai theo các con các con sẽ lựa chọn trờ hay chờ để thay thế à chúng mình sẽ lựa chọn chờ để tạo được từ chữ cái cô mời các con đọc lại cùng cô chữ cái và bông hoa cuối cùng các con sẽ lựa chọn chờ hay chờ để thay thế à chúng mình sẽ lựa chọn chờ để tạo được từ vui chơi cô mời các con đọc lại cùng cô nào vui chơi. Cô và các con vừa hoàn thành xong yêu cầu của mục số 8. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại các từ mà mình vừa hoàn thiện nhé. Học sinh xinh đẹp sách vở tranh ảnh chữ cái vui chơi học sinh xinh đẹp sách vở tranh ảnh chữ cái vui chơi vừa rồi cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong yêu cầu của mục số 8 rồi bây giờ cô và các con sẽ thực hiện tiếp yêu cầu của mục cuối cùng đó chính là mục số 9 các con lắng nghe cô đọc yêu cầu chính chọn ý phù hợp để nói về bản thân. Các con đọc lại cùng cô nào. Chính chọn ý phù hợp để nói về bản thân. Ở đây cô có các gợi ý. Từ khi đi học lớp 1, em thức dậy sớm hơn ăn sáng nhanh hơn không khóc nhè không ngóng bố mẹ đón về thuộc thêm nhiều bài thơ có thêm nhiều bạn nào các con hãy cùng cô nhắc lại các gợi ý nhé từ khi đi học lớp một em thức Dậy sớm hơn, ăn sáng nhanh hơn, không khóc nhè, không ngóng bố mẹ đón về, thuộc thêm nhiều bài thơ, có thêm nhiều bạn. Các con ạ, à, từ khi đi học lớp 1, không những các con học được thêm nhiều kiến thức mới, mà các con đã có nhiều thay đổi và trải qua những điều thú vị. Vậy hãy dựa vào những gợi ý mà cô đã nêu, các con lựa chọn xem ý nào phù hợp với những thay đổi của bản thân mình từ khi đi học lớp 1, rồi các con hãy chia sẻ với người thân của mình các con nhé. Thời gian suy nghĩ cho các con bắt đầu. Các con đã lựa chọn được những ý nào phù hợp với bản thân của mình rồi? Cô nghĩ rằng từ khi đi học lớp 1, có bạn sẽ thức dậy sớm hơn, ăn sáng nhanh hơn, có bạn cũng sẽ không còn khóc nhè, không ngóng bố mẹ đón về và cũng có bạn thuộc thêm nhiều bài thơ rồi có thêm nhiều bạn mới và cô tin chắc rằng tất cả các con đều có những thay đổi đáng khen từ khi đi học lớp 1. Chính vì vậy, các con hãy hãnh diện và tự hào mình là học sinh lớp 1 các con nhé! Vừa rồi, cô và các con đã hoàn thành xong yêu cầu của một số 9. Và hoạt động này cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta hôm nay rồi đấy. Sau tiết học này, các con hãy nhờ người thân của mình... Đọc hai câu ở mục số 7 để các con nghe viết vào vở tập viết. Và sau đó các con cần luyện đọc lại thật trôi chảy nội dung bài đọc. Tôi là học sinh lớp 1 kết hợp với việc trả lời câu hỏi. Đồng thời các con cũng cần luyện đọc trước nội dung bài đọc đôi tai xấu xí để tiết học sau các con học hiệu quả hơn. Và bây giờ cô mến chào tạm biệt các con. Chúc các con chăm ngoan học giỏi.